Anh em và Võ Hoàng Yến có hai cái bàn tay, một cái là like là bàn tay đưa lên, một cái là dislike là bạn không đồng ý, bàn tay đưa xuống. Câu hỏi của chúng ta là có nên bỏ những cuộc thi về sắc đẹp ở trên truyền hình hay không? 1, 2, 3. Có chứ. Bỏ, giơ tay lên là bỏ. Có nghĩa là Mika, Salim và CJ là đồng ý là nên bỏ những cuộc thi sắc đẹp. Còn lại thì không. Bởi vì CJ không thấy giá trị mà cuộc thi này nó đem ra. Trời đất ơi, ê ê, không được nha. No. Đây là ý kiến cá nhân của CJ. Và CJ nghĩ là tất cả người phụ nữ nên tự tin vào bản thân mình và nên biết là mình đẹp. Do mình biết là mình đẹp, không phải do người khác đánh giá là mình đẹp. Vậy thì CJ nên thay đổi quan điểm là vừa rồi đó. Một cuộc thi sắc đẹp nó tổ chức ra không phải chỉ cho một mình cá nhân của CJ nghĩ là nó có ảnh hưởng hay không. Từ một người đẹp có trí tuệ, có nhan sắc đem lại sức ảnh hưởng rất nhiều đến cộng đồng, có thể kêu gọi rất nhiều những quỹ từ thiện khác nhau. Tại sao những người phải làm những điều đó chỉ là người đẹp thôi? Đó là một cái người mang lại cái sức lan, mà không phải là người khác. Ai cũng phải làm chứ, đúng không? Vậy một hoa hậu tại sao được chọn là hoa hậu? Bởi vì họ có hội tụ đủ nhan sắc và trí tuệ để trở thành một người có vị trí cao nhất. Đó là kinh doanh. Đó là kinh doanh. Hoàn toàn là kinh doanh. Oh my god. Kinh doanh và tiền bạc. Tính chất nó kinh doanh và truyền thông và quảng cáo hết. Bạn là Salim là người đang phân tích về truyền thông nên chắc là bạn ấy sẽ có những cái góc nhìn kiểu như vậy. Salim cũng không hề vô lý đâu, bởi vì là bây giờ mọi người tưởng tượng nếu như không có những người đặt ra quy định về thế nào mới là da đẹp thì tất cả các hãng dưỡng da chết. Những cô gái châu Á mà không có quan niệm rằng là phải cho da trắng hồng tự nhiên thì những cái hãng liên quan đến mỹ phẩm để cho trắng hồng tự nhiên cũng chết. Nhưng mà anh ơi, ơi, có những cái công ty này bởi vì nhiều người đã nói rằng là cái này là đẹp, thế này là đẹp. Nếu mà không có cái market để mà bán những cái sản phẩm làm trắng da, tức là nếu mà không có những người mà đang nói là da trắng là đẹp thì sẽ không bao giờ có công ty làm kem trắng da. Chưa chắc, đó có thể là con gà quả trứng. Cái nào có trước, cái nào có trước, luôn luôn tranh cãi. Nhưng anh cho rằng là ok, đồng tình ban đầu là có cái nhu cầu đấy. Nhưng rất nhiều người về sau, cái người mà thổi cho cái đấy trở thành một cái vấn đề mà khiến những người như là Hansara cảm thấy là đôi khi bị một người khác tạo áp lực ấy, là do những cái công ty liên quan đến vấn đề là kinh doanh mặt hàng phải làm đẹp. Anh tin việc đấy nhiều hơn. Đây, em thấy anh Salim và anh CJ đều nói có lý. Nhưng mà em anh thì sao? Dạ, mọi người nói có lý. Ok. Nhưng mà sao anh căng thẳng vậy? Em đưa anh ấy. Nhưng là tại vì em xung quanh em đa số mọi người rất là thích cái đẹp. Có thể là họ không muốn họ phải đẹp như vậy, nhưng mà họ thích ngắm cái đẹp vì giúp cho họ cảm thấy thỏa mãn cũng như là cảm thấy vui. Và có rất là nhiều bạn bè của em họ rất là mong chờ những cái chương trình hoa hậu như vậy cày ngày cày đêm để cảm thấy họ thỏa mãn. Thành ra là nói là ép buộc thì em nghĩ là cũng không hẳn. Tại vì đó là mong muốn của họ. Họ muốn được xem những cái đẹp. Họ muốn được xem những người hoa hậu họ trình diễn trên sân khấu và đẹp rất là lộng lẫy. Đã là đàn ông thì mình muốn được ngắm cái đẹp, right? Tuy nhiên, lý do tại sao CJ Mom là cuộc thi này sẽ bị bỏ loại là bởi vì cái ảnh hưởng mà nó mang tới xã hội của mình chỉ có thế thôi. Ok.